Bữa nay không biết sao chó con su của tôi nó bị điên lên hay sao á, nó nổi máu điên lên nè. Coi nó chạy nè bà con, nó chạy nè, nó chạy điên như một con chó con hả. Điên sư bố nó điên đó, coi nó điên nè, nó đang bị điên á. Nó chạy đi, nó chạy mà trời ơi, nó chạy kìa, nó trượt luôn, nó power slide luôn. Nó đang muốn câu với em nữa. Trời má rồi, nó chạy kìa, nó đang cố dí em đó. Trời ơi, con nó chạy rồi. Trời má rồi, nó vô cái cua lẹ khủng khiếp luôn. Trời ơi, có hai anh em nó chạy rồi. Thôi nó qua anh em nó luôn à. Chó con. Rồi, té. Ok. Làm sao? Thôi, giữ anh luôn. Rồi, đừng có hỏi độ máu của nó. Nó đã dí kịp em đó rồi, nó qua luôn em đó rồi. Trời ơi là trời. Oh shit, power slide luôn. Shit. Cái gì? Chạy dạo dạo đi, chạy nhẹ nhẹ dạo dạo thôi. Nó đau tay rồi đó trời. Rồi, trận chiến kinh điển giữa hai anh em. Hai anh em nhà Su và Du. Đó. Tới luôn, chạy luôn. Đó, Du hồi nãy là cố ý nhường đợi anh hai tới, bắt đầu giết anh hai nè. Liệu anh hai có qua được Du không? Chắc gì đường cua là anh hai thắng được vô. Rồi, Su lấy cua rộng, em lấy cua hẹp. Rồi, Su có qua được không? Em có qua được không? Rồi, Su lấy cua ngoài chạy vô. Đúng rồi, Su là chỉ có thắng đường thẳng thôi, chứ vô cua này khó mà qua được em. Chậm lại. Đúng rồi, chạy luôn. Trời ơi, bữa nay Du tôi đúng tư thế lắm nè, vô luôn hết ra luôn. Đúng rồi, bữa nay Du tôi giỏi lắm, chạy đúng tư thế nè. Du tôi chạy giỏi lắm, đúng rồi, đúng hết tư thế luôn.
Đúng rồi, hết tư thế luôn, đúng rồi. Giỏi, du tôi giỏi lắm. Trời ơi, giỏi quá giỏi luôn. Giỏi lắm du. Trời ơi, con nhỏ là đúng tư thế luôn. Nhỏ giỏi lắm. Trời ơi, nhỏ giờ nổi máu chó điên lên rồi. Lớn coi chừng bị dí nè. Đó, nhỏ đúng rồi, ơi đúng rồi. Đúng rồi, nhỏ giỏi chưa? Nhanh lên chú. Đúng rồi, đi cái cua hả ngọt à. Bắt được anh hai nữa kìa. Rồi bắt được anh hai nữa. Rồi liệu nó có ăn được anh hai nữa không? Ôi nó đi tốc độ lẹ quá, vô cái cua lẹ quá. Nó đang dí sát anh hai nó. Khả năng là có thể thắng được anh hai nó. Sắp thắng rồi vô, nhanh lên. Trời ơi, giỏi quá, Du tôi giỏi quá. Sắp thắng rồi Du, nhanh lên. Thắng anh luôn, thắng anh luôn. Rồi, sắp thắng anh hai rồi, dí được sát cái cua rồi. Dí được sát cái cua rồi. Trời ơi, dí được sát nút luôn rồi, sát nút rồi. Sáng nút rồi, sáng nút rồi. Liệu vòng này Du có ăn được anh hai không? Nếu mà Du ăn được anh hai sẽ là kỳ tích của Du. Rồi, Du đang bám đuổi rất quyết liệt. Ăn được anh hai rồi. Sao ăn được anh hai rồi? Rồi, Du ăn được anh hai luôn. Rồi, hay quá. Du ăn anh hai rồi. Giỏi lắm Du. Rồi Du bữa nay rất là hăng máu. Du sao vậy? Sao con cứ chạy đi, con cứ chạy đi. Sao chuyện gì? Sao vậy? Không có bị gì hết, chạy đi. Nè quay lại dưới em luôn. Qua nè. Qua bên em luôn. Ừ vô luôn. Đúng rồi, giỏi lắm, tiếp luôn. Rồi, bây giờ chưa chắc là Su bắt được anh em đâu. Anh em giờ đi lanh quá, xa hình nhỏ này không có đủ đường thẳng nhiều. Qua luôn, tới luôn, tới luôn. Giỏi lắm Du, sắp thắng anh hai rồi.